Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu mơ mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như du hồn em, mộng vàng nắng say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắng đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm lạ lơi, không như áng chiều trôi, lời chót nơi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chàng xa, trong đám đông những người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương mang hạnh phúc cho người. Nhớ nhà anh yêu mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nhà anh. Đến bên em giáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân. Cửa bài tin nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha.
xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến biết bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Kia nắng mai, kia nắng mai, kia nắng tràn hòa. Bài lộc non biết xanh trên cây cành cha cha cha. Gió phất phơ ru nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Diêu diết chim non chuyển cánh cây đó ồn ào. Nàng ngồi hôm tóc bên hiên nhà, trải nhìn mây trắng bay xa vời, tuyệt vời trong bước chân sơn nhà. Tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Nụ xuân mát thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Gió phất phơ ru nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Giữ giết chim non chuyển cánh cây đó ồn ào. Ngàn ngồi hôm tóc bên hiên nhà, chẳng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh sơn nhà. Tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Nụ xuân mát thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Anh hứa về thăm em bao.
cái ta lẩu quán chứ. Con Trang nè. Đi hả Trang ở đó đâu? Thôi nó về đó. Thôi ta về đâu ơi. Yêu thương trọn muôn đời, ha 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 ha.
Đứng đây. Bữa nay thứ bảy không có đi hồ. Đi đáp với nào à. Mắc chờ nó. Trời nó về mới đi đó. Ừ. Chúng không đi lên sớm chờ rồi. Ở bản kịp không? Ông quay hoài tôi đó. Chừng á. Tâm sự đi, cho tâm sự đi. Đi bà con đi. Trời ơi, chị Sáu là không được hả? Ông có không được là từ ông luôn á chứ đừng nói. Sao? Ông phải sắp xếp chứ. Sao mà hả? À, dạ, chứ vợ Trần Sâm. Vậy hả? Cũng dùng bốn Tết đó. Bốn Tết nói hay quá. Nói. Nhưng mà dễ, ta với tôi dễ lắm. Con vậy à? Thế cái đầu. Không kè. Không kè. Dữ vậy hả? Tại vì đi núi quen nhau. Cái này là tình, cái này là duyên nợ của nó. Duyên nợ của nó giờ sao cũng dễ lắm. Mình như mình muốn hai bố má nói đi. Mà thôi quá, ta chết cho mình vậy đó. Thì xin em ha. Dạ, nói nghe ta cũng dễ vậy. Sao dễ? Dễ nó ra. Cái gì mà nội mà ngoại là biết hết trơn. Ê, cầu kè. Ê, lại, mày chụp hình cho ba đứa nhỏ coi lại con. Đâu, Vinh Long đi xuống á, chạy Vinh á. Chạy Vinh rồi. Nhấn lên, chạy Vinh. Chưa tới Trà Vinh rồi đó gì đó. Mà con về địa bàn của Trà Vinh rồi đó. Cũng như là mình rước mà mình xin người ta, cũng như là cái ngày mà đãi đó. Như người ta đưa lên. Ở trên này mình đãi là dưới ta tự đưa lên, mình xin tròn xin xuống thôi. Dưới ta tự đưa lên, ta nói mình xa thôi quá à, đi tới 5-6 tiếng đồng hồ mới tới. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đà. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đà. Quá vui rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mai xanh tươi, xuân cuộc đời vẫn bên nhau cháu con đầy đà. Này thân đông đôi tóc, này đôi guốc mộng mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh, mừng em nhé. Mừng anh nhé hạnh phúc, mừng em nhé hạnh phúc,
thật đẹp như mơ. Thank you.
đèn hồng hoa cưới bên nàng dâu có chú rể hiền, họ hàng cùng chúc mâm trầu cau mình sánh lương duyên. Mùa xuân đến bên em đó, mùa xuân đến bên ta rồi, trao nhau hương duyên để cánh hoa xuân thêm hồng. Cuộc đời ai biết, ai ngờ đâu đón mối tình đầu, dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá đôi môi. Dù anh nói thương em quá, dù anh nói yêu em hoài, mong cho đời ta đẹp mối duyên tình đầu năm. Đón xuân mới hân hoan mỗi nơi. Dạ tình là với em. Dạ có đôi lời đi, thay mặt họ nhà trai đi, mình có đem tấn lễ tới là làm lễ cho quốc quyền đó, là có cái gì không thì tốn tộc họ nhà gái dạ. Ông bà nữ chú hôn, nhân hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 tháng mà tháng chạp năm Đinh Hợi, được sự đồng ý của họ nhà gái hay họ nhà trai mang xin lễ đến để kính tình lễ đính hôn. Cái phần lễ vợ chồng có khai từ buồn trên có bao quan mâm cầu của bức sơn và hai chén rượu, phần phẩm chặt cầm có sáu mâm đồ gồm rượu cà bánh mứt để dân cúng ông bà trong ngày lễ đính hôn hôm nay. Vậy tôi xin đại diện cái họ nhà trai xin nạp lễ. Dạ ông nạp thì tôi nhận. Bây giờ cho chào pháo tay coi. Đón xuân mới quê hương đẹp hơn, có lá hoa, có tiếng ca rộn rã. Chúc năm mới quê ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai sáng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Chúc cô sao ăn ba chỉ tư, chú thêm bảy bát tám bài, cho quê mình ấm no đồng xanh luôn. Khắp thôn xóm ngân nghe cửa giang, lưới tôm cá ao sâu phát tài, muôn nơi dòng tiếng ca tình xuân phơi phới. Chúc anh hai cưới được vợ xinh, rồi chúc chị cả lấy được chồng hiền, làm ăn phát tài vạn sự như ý, tiền vô như nước mà đếm hoài không hết. Em cháu học hành tân tới, lên lớp ào ào cha mẹ sướng vui, cả năm không biết buồn lo, vui cười thoải mái là cả nhà thương nhau. Nhìn vườn hoa thắm theo mùa xuân chúc Tết mọi nhà, đường vào trăm lối mây vàng đua nở khắp muôn nơi. Mùa xuân đến bên em đó, mùa xuân đến bên ta rồi, trao nhau hương duyên để cánh hoa xuân thêm hồng. Cuộc đời ai biết, ai ngờ đâu đón mối tình đầu, dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá đôi môi. Dù anh nói thương em quá, dù anh nói yêu em hoài. Thấy rồi, làm lễ luôn. Thôi bây giờ tôi xin có đôi lời thay mặt gia đình thảo thuận được đồng ý của gia đình kính trình quý lũy dân tộc và ông bà tới giờ đại lễ, cũng thay mặt cho họ nhà gái tôi chính trình cuộc lễ như sau. Cũng như ngày nay là ngày mùng 3 mà tháng chạp năm Kỷ Hợi 2019 là ngày lễ vui của hai cháu, là ngày hai cháu kết xe duyên đôi bạn trăm năm. Tới giờ đại lễ để kính trình cuộc lễ như sau: thứ nhất là lễ thượng hương đăng và bãi đường, thứ hai là lễ ông bà hiện tiền, thứ ba là lễ cha mẹ, thứ tư làm lễ bác chú cậu dì, thứ năm lễ anh chị, còn lại sau cùng là lễ vợ con chồng. Xin kính trình cuộc lễ rồi bắt đầu, còn cái phần mà về nữ cha con dâu đó thì cái đó hồi sau đừng mình tiếp tục được. Rồi thôi mình công bố cũng như mình gồm chung là vậy đi, rồi thôi tiến hành cuộc lễ vậy cho trân trọng kính thỉnh bây giờ. Out.
trâu đắm say lòng ngất ngây, ngàn khúc ca trong lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thước tha quá mặn khiến ai lòng rối bờ. Bao tiếng cười reo vui nâng rượu ly chúc nhau, lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, ruộng gian nơi ca chúc nhau hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa, chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Sai lòng ngất ngây, ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thước tha quá mạnh khiến ai lòng rối bờ. Bao tiếng cười reo vui nâng rượu ly chúc nhau, một lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, ruộng gian lời ca chúc nhau hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa, chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Xin trân trọng giới thiệu tới phần tiếp theo, chú rể cung kính dâng rượu cho bà, ông nội và bà nội. Rồi đưa ông nội vịn đi con. Rồi để cho chú rể vịn anh mình. Rồi con đưa bà nội, đó là bà nội đó. Rồi nhận rượu đi, mình nếm môi chúc mừng hay gì uống gì cho cháu đi. Không nếm môi nó đâu coi mình ra gì đâu. Dạ. Luôn à. Đó nó cười đó, cháu rể cười ra, con nhận ly lại con. Nhận ly lại đó, ông nội đó nhận ly lại con. Đó, cái gì phải dặn ly chứ đừng uống hết. Dạ. Rồi con đứng nay con xá qua ông nội hai xá rồi con với bà nội hai xá giật vô ngực. Đứng ngang xá ngang qua. Xá lễ con. Rồi. Thêm xá nữa. Hai tụi con. Đó, cháu nội đẹp trai không? Có cháu dễ không? Tay con đưa à. Tới phần tiếp theo chú rể cung kính dâng rượu cho bà ngoại. Rồi xá bà ngoại hay xá đi con. Xá lễ con không cần cứu, ngang ngang thôi con. Phần làm lễ bà ngoại đã xong. Tới phần tiếp theo chú rể cung kính dâng rượu cho bà Tư, bà Năm, bà Sáu, bà Bảy. Nè, đưa luôn đi, cũng đi, dân mình cũng đi. Để uống đi rồi hả? 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. Không, uống đi rồi, tới nữa. Con giót con. Con hai tay con đưa mấy bà con. Ghê luôn thiệt á. Đây, không nhận là nó bỏ. Rồi, con đụng ly luôn, chúc mừng cho cháu mình coi. Rồi dứt lời hoan nghênh vỗ tay cái chúc mừng cho mấy bà đó coi. Đây là bà Tư, đây là bà Năm, đây là bà Sáu, đây là bà Bảy. Nhớ nha. Không nhớ bà Bảy là quên nhớ mấy cái hàng không? Để lát nữa còn quên rồi. Tao nghe nói. Sáu con, sáu nó
tiếp theo chú rể cung kính dâng rượu cho cha và mẹ. Rồi Vĩnh Ly cầm ly khác con đưa cho mẹ con. Con hơi ngứa ngứa lên con chút xíu. Rồi mình cầm tay thôi, rồi đầu hai người uống đi. Vĩnh tay thôi, rồi xong nhận ly rượu, rồi nếm thôi đi chứ. Rồi uống đi. Con Trăng với mẹ nhận ly để xuống con. Rồi con Sá qua ba mẹ hai Sá đây, ông bà chế cho con Sá. Giờ ba mẹ cũng vậy luôn, chế cho con Sá. Sá đây con, Sá con, Sá ngang qua con. Thêm Sá đây con. Phần làm lễ cho mẹ đã xong. Rồi. Nói đi. Con đi Trang. Nữ Trang và ông Dũng. Nữ Trang một tay vàng 24 vậy giờ. Có cái dĩa không? Cái gì để vô? Cái dĩa vậy à. Lấy ra luôn. Lấy ra luôn. Người đang tìm cái gà của khoái lắm. Dạ được. Cái phần nữ trang thì một cây vàng 24 và tiền thu và thông dụng là 20 triệu. Dạ. Khi lên 18 bao anh phải làm, ba mẹ thường nói hãy liệu cho xong, mẹ ba không nài ép mong con có đứng ông chồng trong giới giàu sang. Em nghe mẹ nói em suy nghĩ nhiều, cao sang quyền quý thương mình bao nhiêu, tình yêu đâu được bán nên em cứ vẫn vui đùa như lúc còn thơ. Rồi chiều hôm nào đổ mưa, chàng chú bên hiên nhà nhìn trời mưa lên tiếng ca như bày tỏ nỗi niềm riêng. Ôi lòng em trời tơi giữa hồ nhạc đắm đuối, em ra thấy chàng mỉm cười. Tơ duyên chợt đến em đâu có ngờ, em yêu người đó với tình đơn sơ. Mẹ ba em đồng ý, tuy anh chẳng phải sang giàu nhưng mối tình sâu. Bao năm hạnh phúc em vui với chàng, tuy không giàu có nhưng giàu thương yêu. Tình yêu anh nghệ sĩ chung xây mái ấm gia đình trong túp lều xinh. Tình yêu đâu được bán nên em vẫn cứ vui đùa
như lúc còn thơ. Rồi chiều hôm nào đổ mưa, chàng chú bên hiên nhà nhìn trời mưa lên tiếng ca như bày tỏ nỗi niềm riêng. Ơi lòng em chơi vơi giữa hồn nhạc đắm đuối, em ra thấy chàng cười. Tơ duyên chợt đến em đâu có ngờ, em yêu người đó với tình đơn sơ. Mẹ ba em đồng ý, tuy anh chẳng phải sang giàu, nhưng mối tình sâu. Bao năm hạnh phúc em vui với chàng, tuy không giàu có nhưng giàu tình yêu. Tình yêu anh nghệ sĩ chung xây mái ấm gia đình trong túp lệ sinh. Tình yêu anh nghệ sĩ chung xây mái ấm gia đình trong chút lệ sinh. Tình yêu anh nghệ sĩ chung xây mái ấm gia đình trong chút lệ sinh. Tình yêu anh nghệ sĩ chung xây mái ấm gia đình trong chút lệ sinh. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu mơ mộng thật nhiều. Chung mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như du hồn em mộng vàng nắng say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắng đàng hoàng, người yêu của em chỉ mình em. Không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi lời chót. Và bây giờ tôi xin có đôi lời thay mặt gia đình kính dâng quý vị lãnh đạo và ông bà và bạn lễ đến đây đang chấm dứt chương trình cùng lễ. Còn lại sau cùng tôi xin thay mặt cho họ nhà gái trân trọng kính thỉnh họ nhà trai trước vui sau buổi tiệc thân mật với họ nhà gái trân trọng kính thỉnh chàng kính mời. Chỉ yêu anh mà thôi. Oh,
đám cưới quê trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay sắc pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng, các tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thắm mãi bên giàn dầu, mấy sao đôi lửa chung nhịp tàu. Nhịp tàu đưa em qua bên sông, nhịp tàu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm mến mong, để huy hương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về cũng chờ hết tháng, trên con đường nắng đầu chàng chàng, cho men mang theo từng bước chân nàng. Đám cưới quê trên thành đồ, hôm nay trông chú ghê thật lành, chào bóng phai nhận cưới say chìm hoàng, cô dâu xinh xắn bên hò. Chào bóng phai nhận cưới say chìm hoàng, cô dâu xinh xắn bên hò. Lại và dành những tràng vỗ tay thật kêu để chúc mừng lễ cưới của cô dâu Mai Nhi và chú rể Anh Minh. Lễ cưới hai cháu chúng tôi ngay giờ đây xin phép được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách kính mến và hay họ quan kiến thân yêu, khi những cánh thiệp hồn được chất lọc và trang trọng gửi đi, thì ngày hôm nay gia đình ông bà chủ hôn Nguyễn Ngọc Lợi và bà Nguyễn Kim Phương đã được sự hồi đáp, đó là sự hiện diện đầy đủ của toàn thể quý quan khách đến chung vui, một món quà vô cùng ý nghĩa mà gia đình đã được đón nhận. Ngay giờ đây thì MC Hồng Nhân xin được thay lời gia đình gửi đến toàn thể quý vị lời tri ân sâu sắc. Thưa quý vị thân mến, và để cho sân khấu đường được lung linh và đẹp mắt hơn, trước tiên xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Lợi và bà Nguyễn Kim Phương là cha mẹ của cô dâu sẽ bước lên sân khấu đường. Trước tiên trong vỗ tay thứ nhất của tất cả quý vị để chúc mừng gia đình chủ Lan là cha mẹ của chú rể, xin được mời gia đình công gia cùng bước lên tiếp bước theo gia đình chủ hôn. Quý vị thân mến, xin đây dành cho hai gia đình một tràng vỗ tay thật lớn và kéo dài ạ. Thưa toàn thể quý vị, trong cuộc sống xã hội luôn luôn có những ngày lễ lớn, nhưng ngày lễ quan trọng nhất của đời người đó là lễ cưới. Vì vậy ngày hôm nay nhằm ngày thật tuyệt vời của hai họ để cho gia đình chính thức chọn ngày lành tháng tốt cho hai cháu chúng tôi được cử hành hôn lễ và về chung một mái nhà. Thưa quý vị thân mến, gia đình ông Nguyễn Ngọc Lợi và bà Nguyễn Kim Phương ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Phú Hiệp, Phú Tân, An Giang. Gia đình ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc được ghé tham gia với gia đình ông Trần Quang Dũng và bà Nguyễn Thị Lan, ngụ ấp Mỹ Hà B, xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang. Thưa quý vị thân mến, bậc làm cha mẹ luôn luôn có một hoài bão là mong sao cho con mình dù trai hay gái khi lớn lên có một danh phận và sớm lập thành gia tất. Vì vậy có câu cây lành xanh trái ngọt, hai gia đình đã nhận được một cách vô cùng đúng đắn và đã chọn cho mình có một cô dâu thảo hiền ngoan. Kính đến toàn thể quý vị, đề cập đến dâu hiền và đại thảo thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật dài và thật kêu chúc mừng anh em dâu cả khả ái Nguyễn Thị Mai Nhi và chú rể đứa trai Trần Anh Minh. Khi đôi trai tài gái sắc một người để chào đón tất cả quý quan khách và đặc biệt nhất là họ nhà trai ngày hôm nay đã đến. Chú rể bước lên và đưa tay đón cô dâu. Anh chị hãy đứng gian ra để cho hai cô mình được đứng giữa. Kính thưa toàn thể quý vị quan viên hai họ kính mến, giờ đây hai họ thông gia cũng như cô dâu và chú rể thật xinh xắn
đứng trên sân khấu đường để chào và ra mắt tất cả quý vị. Thì quý vị ơi, ta hãy dành cho gia đình và chúc em cháu những tràng vỗ tay tay cho lời chúc mừng trang này hạnh phúc. Cô dâu, cháu hãy gửi bó hoa hồng, vâng, bó hoa hướng dương đến cho mẹ yêu dữ dùng nhé. Chú rể xin hãy tròn tay vào eo của cô dâu và tiến đến bằng rượu. Hết sức là hạnh phúc và nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Và ngay giờ đây thì đôi chăm băng đang trong một mái nhà, thì ruộng chăm băng ngày hôm nay cũng mang tính đủ đôi đủ cặp. Ngay lúc cô dâu và chú rể đang cùng nhau rót rượu thì chúng tôi sẽ được mặc phép giới thiệu phần dịch vụ nấu ăn cũng như âm thanh và ánh sáng. Đây được phục vụ qua một chương trình về ẩm thực cũng như chương trình văn nghệ và làm lễ. Chúng tôi rất mong được làm hài lòng tất cả quý vị quan khách cũng như gia đình. Một chùa sôi tắm như tình trạng ý thí lượng đã được vòng tay vô cùng ấm áp và nồng nàn của cô dâu và chú rể đang cùng nhau trót đầy trên tháp trụ hạnh phúc. Vâng, xin tất cả quý vị ở bàn tròn xin vui lòng thông cảm cho cô dâu và chú rể. Thưa quý vị, có lẽ là ngày hôm nay quý vị cũng mở lòng và thông cảm vì điều kiện tổ chức lễ vô quý. Được rốt xong, cô dâu và chú rể chắc chắn ngày hôm nay, vâng, ông Nguyễn Ngọc Lợi vô cùng hạnh phúc khi được đón nhận ly rượu của chàng rể. Và mẹ kính yêu bà Nguyễn Kim Phương, cô dâu hãy dâng đến mẹ chồng và chú rể dâng đến cha kính yêu. Chú rể ơi, nghe cho con qua đây là qua bên nha, là thấy đúng rồi. Đứng dọc ra đây để cho con. Giờ cô giáo đưa về để đi gửi. Rồi cầm nó đi. Con lại cầm lấy hai ly khác. Đưa cho vợ con ly. Bên nào ta đứng theo bên đó nha. Nào chú rể bên kia em. Quý vị thân mến, khi cô dâu và chú rể đang tròn tay hạnh phúc để nâng ly rượu lên dành ngôi vô cùng tuyệt vời, thì cha mẹ hai họ sẽ bước lên một bước và tay chạm cốc để thắt chặt thêm tình quân gia luôn gắn kết và bền vững. Nào cô dâu và chú rể, hai cháu hãy tròn tay nhau đi nào. Chị ơi, mình chạm cốc với bà thông gia đi nào. Đúng rồi, hai con ơi, mình định chạm cốc với cha mẹ. Nào hai con, nào tay kia, tay kia. Đúng rồi, anh chị ơi, mình đứng rộng ra một tí nha. Đúng rồi, để cho thấy hai con mình ngày hôm nay. Mặc dù hai con là nhỏ nhất trong gia dế, nhưng mà hai con là người cũng tương đối quan trọng nhất trong buổi lễ chung kỳ hôm nay. Khi hai họ đã chạm cốc với nhau thì ngay giờ đây MC Hồng Dân sẽ được trân trọng kính mời tất cả quý vị đã đến chung vui trong tiệc chung kỳ hôm nay. Xin hãy rót đầy những ly bia, những ly nước ngọt đồng thanh vô thật lớn. Chúc mừng thành công lễ cưới của Mai Nhi và anh Minh nha. Quý vị từ xa ở cuối rạp bên kia nào, vô thật lớn nào, 1, 2, 3. Vâng. Chú rể ơi, cầm cái tay bên kia, cái dâu kia thấy không, thấy cái lưng con không? Chú rể là cảm thấy hơi bị ngạc là tại vì ở đây chúng ta cầm cái ly tay kia đi. Chú rể. Bây giờ thì phần dân rượu đến cha mẹ vừa xong, xin hai họ đi dời ạ. Cái tay đó đúng rồi, con trai, tay đó đúng rồi. Đúng rồi đó, cậy vô đi rồi hai đứa chơi nè. Rồi đụng ly ra nè, rồi. Nói ra chú rể rồi. Ở đó xin ra cho chú thấy. Rồi xong nè, rồi đụng ly cái chú gia nè, đụng ly cái nữa nè. Rồi nếm môi đi, rồi xong để cho cô dâu rể nếm môi coi, lấy hai cái ly chú gia lại.
cô vô gãy lấy môi coi đúng rồi đó à. Rồi xong. Thôi em xua tay cho mình. Và cái điều kiện là như thế này, chắc có lẽ là quý vị cũng đã thấy rồi. Chúng tôi cũng rất là khắc phục để cho sân khấu được tổ chức tại gia đình của anh rồi. Và hãy cắt ngay từ chiếc bánh trên tầng cao nhất. Khi nhìn vào chiếc bánh thật xinh xắn và màu hồng vô cùng tuyệt vời và ngọt ngào của chiếc bánh kem, thì MC xin được gửi tặng cho cô dâu và chú rể những vần thơ dí dỏm. Chiếc bánh kem sắc màu ngọt điệp, như tình yêu này anh dành trọn cho em. Cắt bánh đi ta cùng nhau ăn bánh, chia ngọt ngào hạnh phúc trăm năm. Hai cháu hãy bút bánh và di dời đến trực giữa sân khấu. Nhỏ nhỏ thôi con, để chú rể há miệng cùng miệng lắm. Nào hãy di dời về đây con nhé. Ôi chú rể cưng cô dâu quá, đưa chiếc bánh thật là to. Bây giờ nào, bây giờ vào. Buổi ban đầu khi đã phải lòng nhau thì cô dâu Mai Nhi sẽ chắc chắn rằng anh Minh ơi anh mãi mãi sẽ thuộc về em, và Minh sẽ đáp lại Nhi ơi em là người vợ thật tuyệt vời của anh, xin được chúc cho hai cháu trăm năm bình yên mạng. Bắt đầu nghĩa phu thê trao nhau đi, 1, 2 đúc một lượt. Tấm ảnh tuyệt vời để lưu lại vô cùng hạnh phúc. Và tất cả quý vị ai cũng đưa mắt nhìn về hai nhân vật quan trọng. Nhưng giờ phút này xin tất cả quý vị hãy cho chúng tôi một chút của hai cháu giờ phút này đã được minh chứng qua sự hiện diện của tất cả quý quan khách đến chung vui. Một lần nữa xin mời hãy chia sự vui vẻ của gia đình để chúc cho hai cháu chúng tôi qua một buổi. Chuẩn bị 3. Em thẹn quá, thật là ngại ngùng và e thẹn. Nhưng quý vị ơi, ai cũng thế thôi. Còn giờ đây, trước khi khép lại chương trình, chúc tất cả quý vị ngon miệng no say sau buổi tiệc tỉ vợ tôi tuyệt vời. Rồi hai đứa đứng gần gần lại. Còn hai đứa chơi chút hình à, rồi cho đẹp luôn. Và ai đã đăng ký cho khúc vợ tôi tuyệt vời ạ? Một người bay nâng ly vô các ơi, mọi bay vô. 1, 2, 3. À hai gái hả? Vô. À vợ tuyệt vời nhất. Rồi xin mời bước ra điện thoại mẹ. Được rồi, rất là rồi 1, 2, 3 vô. À, trước nhất là tôi thay mặt cho gia đình đăng quang đón chào quý khách. Ngày nay là ngày mùng 3 và tháng chạp. Mà sống chưa? Rồi sống thì vô nè, mỗi ba cái nữa nè, mỗi ba vô nè, mỗi ba vô. Không, bây giờ mình vô rồi bắt đầu mình nói. Rồi thay mặt gia đình cũng đăng quang đón chào quý vị. Ngày nay của ngày hai cháu kết thúc sinh viên đầu bạn trong năm, quý vị nhận hồng ngày vợ quên nhiệt tình đến đây để chung vui uống rượu mừng cho hai cháu, điều đó diễn thành gia đình và vô cùng hạnh phúc hai cháu. Tôi thân nhau bạn gia đình không biết nói hơn, khi có tiện con miệng ra về chúc cho già sức khỏe tuyệt vời nhất. Quý vị thân mến, nếu ai còn lại trong buổi tiệc ngày hôm nay xin hãy dành cho hai cầm ly lên vô nè, vô 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 lên nè, mời ba vô. Rồi em ru lại. Lại đi chú ơi. Rồi làm lại nào, 1, 2, 3 vô. 2, 3 vô. Ờ đó thấy không, yêu không hả? Rồi Bắc Nam. Rồi mình là tặng quà cho cháu đi mấy chị. Với mấy gì vậy? Cũng cố đầu cảm ơn con, cố đầu cảm ơn nãy giới thiệu cái gì đó con. Rồi thôi bây giờ mình cũng nâng ly đi, ít hay nhiều gì chúc mừng cho cháu bên cô quý vị. À,
nâng ly lên nào, 1, 2, 3 vô nè, 1, 2, 3 vô. Rồi, vậy cũng cảm ơn luôn. Mày đâu có đi chỗ đấy. Mời đi. Anh vậy mày anh điện mong. Rồi, thay mặt cô Vũ gửi cũng cảm ơn. Anh đi về hiệu luôn. Anh lê chữa. Anh đi tối rồi chứ về chưa? Anh có ăn thịt lộn không? Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tân bừng. Bạc ơi bạc, ta hạnh phúc bên lâu.
hỏi ô mai mắt này còn ngơ ngác. Nay em xinh tựa như tiên dáng trần, nhiều nơi gắm ghé trầu cau xin, anh chỉ là tay trắng nên dám mong gì đâu. Đôi tám tuổi xuân em vừa tròn, mỗi mai nhiều nơi lắm kẻ rồi. Mẹ em thường hay bảo rằng con đã lớn thay lo hay liệu việc trăm năm, gái cùng mẹ tùy con đây. Nhưng sao trong lòng em còn e ngại, người ta chót lưỡi đầu môi thôi, em thì nào em có mơ có mộng gì cao. Nếu em thật tâm chẳng màng phú quý, xe hơi lầu cao chẳng mở đôi mắt. Nếu em chỉ mơ một mái tranh thơ, có hai trái tim vàng đá không phai, thế em kiếm đâu ra ngoài anh. Sao không coi người ta như ngày xưa, không kêu người ta còn nhỏ đi, mà nhìn người ta ngẩn ngơ. Thôi trách làm chi anh tội nghiệp, lúc xưa nó ai biết đâu mà ngờ. Thế anh về đi cậy nhờ mai mối tới, đất sang nói chuyện cùng ba mẹ, miếng cầu miếng trầu đưa lối. Cho đôi ta thành nên duyên sắc cần, đời ta mãi mãi gần bên nhau, ngôi nhà thành mai trái tim đã vàng trăng pha. Không ai chủ trì đứng dắt hai đứa lên chân hả? Cho kỳ đi, kính tiếp cho kỳ đi. Không, tại vì để tôi nói nghe nè. Rồi anh ngồi đó đi tí xíu đi. Bây giờ chú mình có đôi lời thay mặt cho rồi mình có đôi lời mình chúc cho cháu chú. Chúc đi. Cái này thì chúc ông nó lên chú. Rồi ok. Đi đâu rất là ngon cho đoàn bay này. Thôi bây giờ về đây tôi trước nhất tôi xin có đôi lời thay mặt cho gia đình họ nhà gái và họ nhà trai. Rồi trước nhất là đăng quang đón chào quý khách. Ngày nay là ngày mùng 3 mà tháng chạp năm Kỷ Hợi 2019 là ngày lễ du quy của hai cháu. Là ngày hai cháu cách xe bên đôi bạn trăm năm quý vị ngàn hồng ngày giờ quên về tình đến đây để chung vui uống rượu mừng cho hai cháu, điều đó là vinh hạnh gia đình và vô cùng hạnh phúc cho hai cháu. Và tôi xin thay mặt gia đình không biết nói hơn khi bữa tiệc ngon miệng và ra về chúc cho giàu sức khỏe làm được nhiều thắng lợi đặt với muốn xin kính chào các bạn. Một lần nữa mình cùng nâng ly chúc mừng cho cháu cái nữa cái này mọi người vô coi 1 2 3 vô. Dạ, cũng cảm ơn quý vị luôn. Rồi. Hãy lắng nghe khúc nhạc bừng lên rồi giang ớt ngây. Chân vui bước mê say, đôi buông tim cuồng si nồng cháy. Nhớ nhé em đêm này mình vai kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lẳng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ nghe hồn trẻ vơi. Người yêu ơi, nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay mình quay cuồng trao ngất. Da 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 da, hát lên
tuyệt vời. Wow, khúc ca nồng say tuyệt vời. Đời ta như một bài thơ, nghe hồ chê bơi, người yêu ơi, nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm này, mình quay cổ trong ngất ngơ. Tuyệt vời, wow, wow, khúc ca nồng say tuyệt vời, wow, wow, khúc ca nồng say tuyệt vời, wow, wow, khúc ca nồng say tuyệt vời. Cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài, về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng cỏ hoa, xin em đừng đến những nơi chiến xanh hoan ca. Một tình nào không vào đam mê, xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài, về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng cỏ hoa, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoan ca. Cuộc tình nào không vào đam mê,
giữ trọn tình quê. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Thank you.
Ngày vui của cháu, tôi xin hát bản duyên tình, chúc hai cháu cho năm hạnh phúc. Đâu rồi, các phụ vụ viên của dịch vụ Út Nga đâu hả? Dành cho giám đốc Út Nga một tràng vỗ tay coi. Trời đất ơi, lo gấp hồi không ha.
Phật thank you.
hiền hiền ngoan ngoan làm anh thương quá ơi nàng là nàng ơi thương là anh thương em thiệt tình mai đây mình anh nghĩa vợ chồng ta sẽ cùng về quê hương đám cưới rộn ràng vui hơn làm vô lễ cô Quyền đã xong về tiếp theo làm lễ ông bà hiện tiền và kính thỉnh ông nội bà nội đi trân trọng kính thỉnh ông nội bà nội cháu làm lễ bây giờ ông nội ơi ông nội là nội có cho tơ nặng nặng à, tới phần tiếp theo cô dâu cung kính dâng rượu cho ông nội và bà nội con cầm hai tay đưa ông nội cho con ấy cái mặt đâu lấy cái mặt bự bự đi ơi kêu để nó luôn rồi xong rồi lấy ba hai nói rượu đi để còn để đây nghe hai vậy chưa lấy một không để lại nhóc rồi mới hay mày lấy rồi xong bây giờ cho cháu xá lại ông nội bà nội nè đi nó mới lại lại vậy con đứng vậy đi con vậy nghe ông bà nội xá ngang qua con xá ngang qua ông ba ông nội bà nội xá hay xá con à. Rồi ông nội bà nội gì có đôi lời hỏi hoài gì không rồi cho cháu giờ à. Mỗi người mày sao chạy hả? Ê mày ơi sao mày cổ mày không? Năm trăm của mày kìa ông nội, năm trăm của mày á. Đây nè. Trời lâu lắm nữa chứ 20 bây giờ cứ ông nội năm trăm của mày. Đó vậy năm trăm của mày đi lên ghế thường, lên ghế thường. Lấy cái ghế thôi để cho tiền cho bà lấy cái mâm mà cái gì để lấy. Vậy cũng cảm ơn ông nội bà nội. À, tới phần tiếp theo cô dâu cung kính dâng rượu cho bà ngoại và bà Tư. Đi nào đầy đầy đưa bà Tư nhỏ này ly nó nhiều mình nhận tay thôi rồi đó hai bà đi đụng ly nhau luôn rồi đang chúc mừng cháu mình rồi xong bà Tư chúc cho con được trăm năm hạnh phúc nha gần sao ta chúc cho con rồi con về con đứng về con xá bà ngoại há lại nè bà ngoại nè cho cháu xá há lại xá lại gì xá ngang ba con xá ngang coi ba con xá bà ngoại với bà Tư hay xá con rồi xá giật ngực rồi thêm xá nữa xá bà Tư tặng 10 triệu bà ngoại 10 triệu bữa này có bên chồng khỏi rồi rồi cảm ơn bà ngoại bà Tư và à, tới phần tiếp theo cô dâu cung kính dâng rượu cho ông Năm và bà Năm. Bỏ uống rượu đi con ơi, Năm giữ rượu rồi. Bác sĩ giữ rượu thôi. Không biết chơi con. Gót gì hết sao? Rồi chàng tay coi, chàng tay coi. Không. Con hai xá ông Năm mà Năm hai xá con giật vô ngực đây con à. Cái này thưởng nó gỡ à, cũng cảm ơn ông Năm mà Năm luôn tiền mà móc tới móc lui hoài tàn thầy à, cụ Bích Văn 300 Bích Văn 300 là 5 triệu để cho con làm vốn đồng tiền cái nha con rồi con có rồi nào nào luôn sáu về chưa có sáu về chưa kịp nãy tới đâu rồi mẹ nãy nó điện tới nhà bà dưới khẩu lệnh uống lại đi rồi sáu uống hả dưới khẩu lệnh Diễm Hằng ly đủ mắt lắm là những ông hãy uống đó con ừ ông mà mắt chưa uống đây con tại sao bệnh nó được vậy mình quá rồi hai người kêu bảy vô hai người mới được à, tới phần tiếp theo là cô vô cung kính dâng rượu cho bà sáu bà bảy ủa bà sáu quên nó rồi vậy con cá con xá đây con xá con xá qua hai bà hai xá đây con úc thầy con trăm năm hạnh phúc thì nhiều úc thầy 300 à cảm ơn à, tiếp theo quý bà là đứng về mắt ghế rồi kẹt ở chả này chú chốt đi mẹ mẹ đứng ra buông ra để chạy ra là bà mẹ cũng ngồi chơi chú ông nội bà nội chế sao ba mẹ lại nữa ai cũng chế được hết nhưng mà không ông nội bà nội thì chế được còn cái công của ba mẹ nó nuôi nó một tay thôi lấy tay thôi tay đâu được con đưa thì lấy tay thôi để cho hai tay chứ mà sao con nghĩ nó sao con lại được uống hết luôn lại nhận ly lời con nhận ly lời con
bây giờ hứa cho cháu nó lại phải không? Con đứng ngang qua bên ba con, ngang qua ve ve chút xíu miễn xá không? Về xá hả lại? Rồi con là xá cái nữa. Rồi xong con ngồi xếp hè xuống. Rồi con ngồi xếp hè. Rồi con lại xuống bốn lần con. Lại xuống con. Có quyền luôn à. Thêm lần nữa. Rồi xong con. Rồi đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy xá con. Đứng con xá con. Xá con xá giật ngực. Nghe mấy giám đốc này mấy làm sao. Phần làm lễ ba mẹ nó xong. Mẹ cái gì em thấy chọc luôn. Cho em đi. Thế mai chị chồng nó mấy chỉ vậy? Ừ. Đeo bên chồng á. Ba, chồng nó mấy chỉ. Rồi hỏi chị ăn. Năm chỉ nha, cho năm chỉ cho đàn trai chừng nữa coi phim mới biết mọi. Cái gì phải nước đường đường vô không? Cũng như cái cổ hào môn cho thêm con. Cho năm chỉ. À, cho năm chỉ đó. Năm chỉ và bốn cà ra. Lộn là năm cây nghe chút. Quán không? Dạ được. Rồi dây nó chặt quá. Vừa, bài nó xếp cho nó chẹt. Đi cho đi. Rồi xong hung lên trán con đi, hung lên trán con đi, hung lên trán nó đi. Rồi con hung mẹ đi, con ôm mẹ đi, hung gò má con. Bên đây nữa. Rồi xui. Rồi tới phần tiếp theo, cô dâu cung kính dâng rượu cho bác hai gái và mợ hai. Con cầm hai tay đưa mợ trước đây rồi tới bác rồi. Nãy không có con gái, không có mấy hùng. Rồi thôi mình cũng uống chúc mừng cho cháu mình đi hai chị. Con nhận ly luôn con. Rồi con cũng đứng về xá đây, xá mợ hai với bác rồi con. Bây giờ nè hai người nè có đôi lời gì chúc cháu hay hoặc có quà gì không? Mẹ sao nhìn cháu hoài mẹ mất tiền quá. Mất hai rồi chứ không phải. Ờ chuyện chuyện cái. Dạ. Đúng rồi. Còn 2 triệu. Ờ trong cái bình trà có bình trà. Trời ghi cho mẹ kìa. Ghi kìa. Bắt hai. Nhiêu bắt hai mà hai nhiêu? Mà 2 triệu. À. 2 triệu bắt hai nhiêu bắt hai? 2 triệu. Rồi cũng cảm ơn bác hai với mình. Dạ. Tới phần tiếp theo cô dâu cung kính dâng rượu cho chú. Ly luôn nha hai chú. Chú là hai chú luôn. Hai ly bằng nhau đi. Con cầm hai ly chú đi con, xá hai chú đi, xá hai giờ chú ơi, cũng không có vậy mà chú có tiền lãi đâu mấy không con? Chú có tiền lãi rồi. Tôi không có gì nhiều, tôi cháu là 2 triệu với cái cộng chú ấy. Tới phần tiếp theo cô dâu cung kính dâng rượu hai con. Thôi đi cô ba, giật ba rồi sao thôi đi. Nước đâu nữa. Đi con đi nước đó. Mày đi nước đó giật ba. Nước đây. Để đó đi. Đưa đi để. Cậu đưa đây. Có mẹ. Mày nước giật ba. Nhận ly lại con, nhận ly lại con. Để xuống. Có mẹ hả? Thôi nó đi nữa. Con xá hai con đây con, xá hai ngàn và hai xá. Kêu rồi nhỏ sao chưa hết tiền. Tới phần tiếp theo cô dâu cung kính dâng rượu cho hai con. Hai con bắt đầu
cô, xá đây cô. À, tới phần tiếp theo cô dâu cung kính dâng rượu cho dì Tư và Dượng Tư. Uống rượu thì tiện. Uống rượu thì tiện. Uống rượu thì tiện. Dượng Tư ngồi mau đã. Giờ vừa ngó cổ tao quá kìa. Rồi sáng là con sáng về dưỡng hay sáng là con về dưỡng ngực. Nữa là mỗi giờ nghỉ cho con ơi. Rồi. Vô dưỡng cũng lấy cái này. Sáng rồi. Càng hôm nay. Đúng không? Khóc luôn. Không được cạn không? Cái này là của con này gửi. 2 triệu. Cô hai triệu. 2 triệu. 52 triệu. Rồi cảm ơn. Giống luôn. Quá hay quá. Nó ghi ở ngoài, không có đi. Sức giá của cháu có đến là nhiệt tình những giờ nghỉ ngơi với báo đồng lòng đoàn kết thương mến với nhau nhiệt tình đến đây để chung vui điều đó với thành gia đình vui cùng hạnh phúc cho cháu. Và tôi thay mặt gia đình không biết nói hơn thành thật cảm ơn và thành thật cảm ơn. Anh về thăm lại miền Tây, thăm dòng Cù Long có ba mẹ đơn mông, có những chuyến đò trên sông, có những cánh đồng chờ lúa chín, có ánh trăng có hai đứa mình cùng hẹn hò đơn duyên. Em là cô dâu Thị Thành, anh đây là chú rể miệt vườn, hai đứa hẹn thề bên nhau con cháu đầy đàn. Em ơi ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây.
show.
Dạ kính thưa hội đồng lưỡng tộc, kính thưa quý vị quan khách hiện diện thân mến, kính thưa quý vị, ngày nay nhân ngày mùng 4 tháng chạp năm Kỷ Hợi, hai bên thông gia chọn ngày lành tháng tốt cử hành lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi xin đại diện bên nam chủ hôn xin trình tấn lễ. Tấn lễ hôm nay trước tiên gồm có khai từ đường, trong đó có đôi hoa đăng và mâm chầu cao và hai chén rượu lễ và bốn mâm thực phẩm để dâng cúng ông bà nhân ngày lễ thành hôn của hai cháu. Rồi, phương nhận. Mấy đứa lấy cái gì? Thần nhưng mong được làm rể nhà quê, thương là thương em rồi, mong đôi mình nên nghĩa trầu cao, thương mối tình đậm sâu, đôi ta đường bền lâu, duyên là duyên son sắc, cho tình ta sẽ kết duyên mặn nồng. Dây tơ hồng duyên vợ chồng chỉ có đôi ta, em là cô dâu hiền, anh sẽ là chàng rể miền Tây, duyên khắc chặt tình nhau, thương muôn vàn đời sau, ông trời cao đưa lối cho tình ta nên đôi vợ chồng. Cho dù bao tố phong ba, dòng tố đau thương, dù có chia xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng. Mong một ngày cây lúa cây trổ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Thôi bây giờ trước nhất tôi có xin có đôi lời thay mặt gia đình. Thưa ba. Tôi thảo thuận được đồng ý của gia đình tới giờ đại lễ kính trình quý vị lương tộc và ông bà. Tôi xin kính trình giờ cuộc lễ như sau. Thứ nhất là lễ thượng hương đăng bái đường. Thứ hai làm lễ ông bà hân tiền. Thứ ba làm lễ cha mẹ. Thứ tư làm lễ bác chú cô cậu gì. Thứ năm làm lễ anh chị sau cùng lễ vợ bên chầu. Vậy xin kính trình cuộc lễ bắt đầu. Rồi đợi tôi tí xíu nha quý vị. Sạn hương đèn cho mình tiến hành cuộc lễ. Đồng lúa mênh mông, duyên đời chờ trông, hạnh phúc nơi đây, duyên nợ miền Tây. Thành nhưng mong được làm rể nhà quê, thương là thương em rồi, mong đôi mình nên nghĩa trầu cao, thương mối tình đậm sâu, đôi ta đường bền lâu, duyên là duyên son sắc, cho tình ta sẽ kết duyên mặn nồng. Dây tơ hồng duyên vợ chồng chỉ có đôi ta, em là cô dâu hiền, anh sẽ là chàng rể miền Tây, duyên khắc chặt tình nhau, thương muôn vàn đời sau, ông trời cao đưa lối cho tình ta nên đôi vợ chồng. Cho dù bao tố phong ba, dòng tố đau thương, dù có chia xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng. Mong một ngày cây lúa cây trổ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Đồng lúa mênh mông, duyên đời chờ trông, hạnh phúc nơi đây, duyên nợ miền Tây.
cho dù màu tố phong ba, cho dù nẻo đời con xa, anh sẽ đưa em đi hết quãng đường dòng tố đau thương. Dù có chia xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng. Mong một ngày cây lúa cây trổ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Đồng lúa mênh mông duyên đời chờ trông, hạnh phúc nơi đây duyên nợ miền Tây. Hạnh phúc nơi đây duyên nợ miền Tây. Hạnh phúc nơi đây duyên nợ miền Tây. Chờ có nàng dâu đẹp về nhà chồng, đám cưới dồn lên giữa mùa đông sang, bao nhiêu tình nhân kết duyên đá vàng. Yêu anh đành nén thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao để mừng dâng cô bác cầu trầu. Kìa là chú rể thật sang duyên dáng đẹp trai, kìa là cô dâu mộng xinh như tiên dáng trầm. Cha nhà gái vui vầy, nhiều cô áo mới đôi môi hồng, đi vui mừng người mà lòng thầm mơ tình duyên đôi lứa. Chúc chúc mừng cho đôi bạn trăm năm, vui tươi hạnh phúc gái trai cả đàn. Yêu anh đành ném thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao, lệ buồn rơi thân phận mình thay. Chờ có nàng dâu đẹp về nhà chồng, đám cưới dồn lên giữa mùa đông sang, bao nhiêu tình nhân kết duyên đá vàng. Yêu anh đành nén thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao để mừng dâng cô bác cầu trầu. Kìa là chú rể thật sang duyên dáng đẹp trai, kìa là cô dâu mộng xinh như tiên dáng trầm. Cha nhà gái vui vầy, nhiều cô áo mới đôi môi hồng, đi vui mừng người mà lòng thầm mơ tình duyên đôi lứa. Chúc chúc mừng cho đôi bạn trăm năm, vui tươi hạnh phúc gái trai cả đàn. Yêu anh đành nén thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao, lệ buồn rơi thân phận mình thay. Yêu anh đành nén thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao, lệ buồn rơi thân phận mình thay. Yêu anh đành ném thương đau, hôm nay quà cưới duyên trao, lệ buồn rơi thân phận mình thay. Giới thiệu tới phần tiếp theo, cô dâu, cô dâu chú rể cung kính dâng rượu cho ông nội và bà nội. Rồi xong. Dạ, rồi con nhận ly xuống con, để xuống rồi. Rồi vậy rồi sáng ngang qua đây, sáng ngang qua bà nội ông nội hai xá, giật chung ngực. Xá con, cầm buông tay hai đứa một lượt lượt. À thêm một xá nữa. Ông nội bà nội chế cho con lại đó, giờ con xá.
Dính vô. Và tay ra ngoài. À, tao phần tiếp theo cô dâu chú rể cung kính dâng rượu cho bà ngoại. Lưu đựng buông. Nhi gì đây Nhi? Mình. Đổ mình đã. Rồi. À. Vậy xá đây xá. À. Rồi hai con xá đi xá ngoài hai xá đi con. Giật tay rồi xá. À, phần làm lễ bà ngoại đã xong. Tiếp theo ông bà Thứ nè. Anh chị lấy một tay một ngàn, lấy tay trong cho thấy ly rượu đẹp coi. Ừ. Đưa cho bà, nhịn lượt buông, nhịn luôn. Nhìn tôi coi, nhìn đây. Nhìn tôi nè. Nhìn ra hả? Nhìn tôi nè. À, tới bàn. À, tới bàn tiếp theo cô dâu chú rể cung kính dâng rượu cho cha và mẹ. Rồi xong hai người nhận ly rượu đi, đụng ly nhau. Rồi, anh chị uống rượu mừng cho con luôn vừa. Uống lâu chút xíu cô dâu rể nhìn thấy coi. Nhìn lên luôn. Rồi xong đúng rồi. Rồi hai con cũng xá nghe, về đây xá ra đi, xá ra hai xá đi, xá ba mẹ đi. Ông nội bà nội chế cho xá, giờ ba mẹ cũng vậy luôn, chế cho hai con xá. À, phần làm lễ cha mẹ đã xong. Thôi bây giờ tôi cũng xin có đôi lời thay mặt gia đình. Giờ tới phần tiếp theo làm lễ bác chú cô cậu dì và anh chị, thôi chế cho cháu luôn. Rồi tôi cũng thôi bây giờ tôi cũng thay mặt luôn cho họ nhà trai đi. Bây giờ đúng là bà hãy trình cái lễ dở mâm chầu theo như ngày xưa thường thường bà con ta nói là ba bữa mới dở. Bây giờ nhà, họ nhà gái cho phép vô giờ gian giờ luôn ha, cho cháu nó dở luôn hay gì đây thống nhất cái không. Rồi cũng cảm ơn luôn, đặng tôi tiến hành cuộc lễ luôn. Trầu là trầu thương cao, trầu quấn quanh buồn cao. Câu thủy chung dây trầu, câu đứng bên dương trầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau. Câu lẽ đôi dây trầu, câu buồn buồn làm sao. Trầu là trầu thương câu, trầu ước mơ ngày sau. Câu ấy câu thương trầu, câu ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau. Câu ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng buồn đau. Trầu nhớ vẫn cao trầu buồn, trầu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà. Duyên trầu còn quấn quýt bên nhau, trầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh bên nhau, đừng để duyên lơ là. Muôn đời tình hồng bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp trầu cao. Con xin có đôi lời thay mặt gia đình kính trình quý vị luân tộc và ông bà cho thằng lễ đến đây đã chấm dứt chương trình cục lễ. Còn lại sơ cùng để vào và họ nhà trai. Dạ, để tôi lấy cái khai ra. Trước khi trình lễ kiếu và lễ rước con dâu thì tôi cũng có nhân ngày lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi cũng xin kính chúc cho hai họ chúc mừng lưỡng tộc kết thông gia, hai họ tiên hôn hảo hiệp hòa, săn máu chỉ hồng nên sự nghiệp và duyên tô đỏ phúc mọi nhà. Chúc mai cây nhánh màu tươi thắm, đào lý giao cành lưỡng sắc hoa, chén rượu giao bôi tình mật thiết, hưởng loan hòa hiệp lễ nghi gia. Cài kính chúc hai cháu ngồi cho chẳng có tay á. Thu hạnh tình chung hiệp phối duyên, trăm năm bày tỏ bốn chân quyền. Gương mai khéo dễ làm vui vẻ, lối chúc đi soi ánh lửa nguyền. Tương ái trên đường qua hé nở, thâm tình dưới lá nắng vàng xuyên. Nâng ly hòa khúc ca tương ngộ, tiền định phủ long hiệp chữ tiên. Và đến đây xin hết. Rồi, ông trời đã định ngày lành tháng tốt, kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như tết, đôi trai tài gái thảo thật thà. Đây là cao trầu lợn quay sinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Định ngày lạnh tháng tốt, kết dây tơ hồng duyên thắm bên lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như ta, đôi trai tài gái thảo thời ta. Đây là cau trầu lợn quay xinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp. Hòa tiếng hát ca kiều hoa rước dâu về nhà đẹp biên đẹp mãi mãi sao trăm năm đầu ba vẫn còn bên đời. Hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm đưa tâm sự có được bao nhiêu mà tình yêu chợt đến ai ngờ sẽ đổ bên rồi.